Bài ba tư tưởng. Trước hết là tôi thấy hôm nay có một số quý vị mặc áo dài đó. Áo dài là áo dài đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam. Rồi chỉ có những cái thân hình đẹp mới mặc áo dài đẹp. Và làm cho tôi nhớ đến phu nhân của Tổng thống Trump đó, đến Việt Nam bà cũng mặc áo dài. Làm cho tôi cái thân hình của bà dữ dội lắm, là người mẫu, cho nên cái áo dài nó trở thành đẹp. Người thứ nhì mà Tina nè, rồi cô Lệ Mai, rồi cái cô nào đó, hai ba cô đây mà áo dài, cô Mỹ Tài. Làm tôi đi nhớ bà Clinton cũng đã đến Việt Nam mặc áo dài. Khi mà tôi nói như vậy thì có ý là các phụ nữ Mỹ đó rất là yêu quý và kính phục cái phụ nữ Việt Nam, bởi vì họ mặc áo dài đẹp cho nên họ phải bắt chước. Câu thứ nhì, tôi là ông cụ 80 tuổi mà vẫn đi hát hò. Hôm nay tôi được gặp cụ Ngọc, rồi cụ Vân Hà. Tại sao tôi nói như vậy? Thời gian qua rất là mau, có nhiều khi các ông cụ biến mất bất cứ khi nào. Cụ Vũ Hoàng là lâu quá tôi mất, tôi mời, tôi nhớ hoài ông phải đấy. Những người 60 tôi không dám nói là cụ, nhưng mà cụ đang yêu đó, đôi mắt em mùa thu này kia cụ. Tôi cầu mong là anh Vũ Hoàng đến đây hàng tuần để tôi gặp, để chúng ta đã lỡ gặp nhau rồi sẽ quý mến nhau suốt cuộc đời. Câu thứ ba là tôi hát dũng chỉnh lại âm thanh. Ở đây âm thanh là hay nhất trong vũ trụ ăn chơi đó. Tại vì quý vị hát đó, thì cái dàn âm thanh này sẽ nâng cái giọng của quý vị trở thành dữ dội. Như vậy là một tuần lễ chúng ta mới được gặp nhau, nên Vũ Hoàng một tuần lễ cái chương trình này mới có. Đúng rồi, để cho anh đi trang điểm chút xíu. Có một người đã phê bình, nói không nên mời tôi nói tầm bậy tầm bạ cho vui. Mà quý vị chúc nhau là đêm nay cho thật vui. Mà không có chuyện tầm bậy tầm bạ là không có vui. Cho nên, nhưng mà để tôn trọng, chúng ta không có nói chuyện tầm bậy tầm bạ để quý vị. Tôi hát đã là đủ vui rồi, tôi hay chế một vài chữ trong đó. Ví dụ bản kế tiếp đây, tôi sẽ chế một hai ba chữ để cho chúng ta vui. Mục đích là vui thôi, chẳng có nghĩa gì. Nhạc phẩm mà tôi sẽ hát, nếu mà ở Mỹ không có xem Lexus hoặc là xem Mercedes hoặc là nhà cao cửa rộng là không có tình yêu. Đó là nhạc phẩm. Cái ý nghĩa của nhạc phẩm đó, lâu đài tình ái mà, chứ không phải là ở Bạc Tâm Minh tình ái, đúng không? Bạc Tâm Minh là quá nhiều, không có tình yêu. Ở Bạc Tâm Minh là không có tình yêu. Hôm nay tôi nói đến áo dài, nhưng mà cũng phải nói hôm nay nè, quý vị, Kim Yến hôm nay mặc áo đẹp nè, Kim Anh mặc áo đẹp nè, quý vị. Cái cô Phấn cái mặc áo rất là sexy đó, quyến rũ đó. Quý vị đi ăn chơi, không, cái chuyện quý vị đi ăn chơi cần phải sexy, cần phải quyến rũ, cần phải đẹp, why not? Đó là lý do. Đô trưởng cha cha. Em cũng tiền thể còn 30 second nữa, Dũng cũng cảm ơn tất cả các anh chị tới để mà vui với lại cái lớp nhạc của Dũng hôm nay. Nhưng mà phải nói đúng cái công lớn nhất đó, nói phải cảm ơn là anh Quang đây. Ngoài diễn phải có anh Quang. Anh Quang á, dạ, lo cho tụi mình ăn uống nghe là thoải mái, đầy đủ. Trước giờ một hai tháng nay mình không để ý, nhưng mà bây giờ mình để ý mình mới thấy là anh Quang là coi như là
để có một cuộc vui nó trọn vẹn chút xíu thì chính phủ gọi là tổng trưởng nội vụ nội vụ anh the state of interior tổng trưởng secretary of interior tổng trưởng nội vụ. Nhưng mà coi chừng anh hết hồi mập đó, ở cái xứ Mỹ này ăn ít thôi, ăn nhiều mập lắm. Nhớ tập thể dục nha. Đó, quý ông ở đây khôn khéo lắm, ông nào cũng thấy không có eo, không có bụng là quá là tuyệt vời. Đô trưởng cha cha, cái này nhạc phẩm này anh Quang yêu cầu đó. Ông cụ này ông cụ nhỏ chứ không phải cụ tôi tới 80 tuổi rồi. Quý vị đang sửa soạn nghe giọng ca của một ông cụ đó. Tôi đi chơi 40 năm ở Quận Cam, đi khắp mọi nơi. Về Việt Nam cũng đi hát ca quá chừng. Anh vào cái bàn đó. Nói sao mà bất lòng anh bố hát về vẫn là bất lòng đi về. Đúng không anh?
đó. Mời chị Kim Phước. Wow. Sau chị Kim Phước sẽ là anh Phước.